này chỉ mang tính chất vui vẻ giải trí, không cổ suý hay cổ vũ cho những hành động xấu nào đi ngược với thuần phong mỹ tục Việt Nam. Tôi là chắc chắn đầu 2019 mọi người ơi, ghê chưa, đầu 2019 luôn, con số rất là đẹp luôn. Này nè, không thể nào sai được. Ủa, đấy có 19 mà. Đi đâu gần nhất trên cân chính là hôm nào? 20 tháng 11, 21 tháng 11 và ngày 19 tháng 11, chắc chắn là 20 tháng 11 rồi, bởi vì ngày đấy là ngày gọi là nhà giáo Việt Nam đấy, gần nhất luôn. Ủa, cái gì? Nam đi. Rồi. Hoàng đạo là gì? Ok, tiếp ở cái là có Thiên Bình, Bảo Bình và Nhân Mã. Chị em, cái này tôi sẽ không trả lời chị em. Cung hoàng đạo của Siro là gì? Siro sinh ngày 24 tháng 9. Chị biết sao? Hai chị em không có biết gọi là mấy cái cung điện hạ gì cho á, không có biết cung của em thật thôi, chị cho em không có tính cung khác. Vậy nào đây, nào. Xin chào các bạn, mình là Camui TV đây. Chào mừng các bạn quay trở lại với channel của mình nè. Trước khi xem video, các bạn đừng quên cho mình một like, một share, một subscribe và đừng quên cho để luôn nhận được thông báo nhá. Và đừng quên hỗ trợ Hero Team bọn mình nữa. Và các bạn ơi, trong khi xem video này, nếu các bạn thấy quảng cáo thì bây giờ một có một quảng cáo từ 5 đến 10 giây để các bạn có thêm tiền mua cà rốt để ăn sáng nhá. Ok, và chúng ta bắt đầu video ngày hôm nay thôi. Và cũng như các bạn thấy không, ở đây chúng ta gồm có hội chị em gồm Simi, Kamui, Sami và Mimi nha mọi người. Kia là Mimi á. Đây là Mimi nha mọi người. Mimi dạo này hơi lạnh lùng. Sao lại quay đi vậy? Người ta quay vào, người ta quay vào thì quay ra người ta đi, còn tự nhiên quay đi làm chi? Trời, đây là Mimi Real nha mọi người, chứ không hề có phải là fake hay là gì đâu nha mọi người. Đó, nói chung là hôm nay là bọn mình sẽ tiếp tục. Hả, sao bảo gì? Không, mày bảo real chắc chắn. Bạn nào ghen tị mà nói không phải là real nhá. Đúng, chính xác. Bạn nào ghen tị thì mới bảo đây không phải là Mimi Real thôi, chứ còn bạn nào không ghen tị thì chắc chắn. Hình như tôi nói hơi sai. Thôi cãi đi, cãi đi. Và đây là cũng như các bạn thấy đúng không? Chúng ta tiếp tục đến với tập của cặp đôi hoàn hảo. Về hôm nay mỗi người thì sẽ về cặp của người đấy nha mọi người. Đó chính là Kamui về bên này, là Sami về Sami, còn là Mimi thì Chào mừng các bạn đến với shop hero.vn, cửa hàng đồ chơi chính hãng duy nhất của Hero Team. Ở đây có rất nhiều đồ chơi về Minecraft nè, Mini World, Roblox và nhiều đồ cụ tay khác. Dịch vụ giao hàng tận nhà toàn quốc cùng với những sản phẩm chất lượng cao, lại còn được tặng kèm nhiều quà khuyến mại hấp dẫn. Còn chần chờ gì nữa mà không truy cập ngay shop hero.vn để mang cả thế giới cute về nhà nào. Chị em mình sẽ sau khi đi hết gọi là những cặp đôi của chúng ta thì chúng ta sẽ đi cùng Mimi xem một của Siro nhá mọi người. Tại vì Mimi hôm nay có việc bận đấy mọi người, nên là không có. Rồi, ok. Và bây giờ thì chúng ta cùng bắt đầu với cặp đôi hoàn hảo tập 3 nha mọi người. Let's go. Ok, và các bạn ơi, bây giờ thì chúng ta cùng đến với những câu hỏi về Mr. Beat. Và hôm nay chúng ta sẽ biết được những điều gì về Mr. Beat đây các bạn ơi. Nó khá là bất ngờ đó mọi người. Tôi nói bất ngờ thế thôi, tôi có biết câu hỏi ngày hôm nay là gì đâu. Có phải là tôi làm cái map này đâu. Khoan, còn một việc nữa, đó chính là cái việc Mr. Beat thích màu gì ở cái video lần trước ạ. Cái này thì Kamui trân trọng xin lỗi các bạn. Tại vì thật sự là bình thường á, Mr. Beat đã hay mua đồ màu vàng lắm, nên là có lẽ là bạn làm map và cả Kamui luôn. Trời ơi, tôi không ngờ tôi đó mọi người. Thì bọn tôi nhầm, đó chính là Mr. Beat thích màu vàng, nhưng thực ra là Mr. Beat thích màu đen nha. Nếu mà biết tại sao, tại vì bình thường con trai mà kể cả Kamui đi, Kamui cũng hay mua màu đen, nên là Kamui không nghĩ là Beat thích màu đen, mà là Kamui nghĩ thành Mr. Beat thích màu vàng á mọi người. Nên là sorry mọi người, rất là nhiều sai lầm của tôi xin lỗi mọi người nha. Rồi, ok, và bây giờ thì tiếp tục đến là câu hỏi đầu tiên, đó chính là thời gian bắt đầu làm YouTube chà từ 2018, từ 2014 và từ 2017. Nếu mà các bạn kiểm tra kênh của Mr. Beat á, thì là kênh được thành lập ngày nào thì tôi hứa với các bạn nó sẽ là 2014 đó mọi người. Nhưng thực tế thì sao? Thực tế thì là Beat quay video từ 2017. Và những cái video đầu tiên của Mr. Beat đó chính là sinh tồn đó mọi người. Và video đầu tiên sinh tồn là từ 2017 nha mọi người. Nên chắc chắn là Mr. Beat sẽ làm từ 2017, chứ không phải là gọi là thời gian kênh nha mọi người. Đó chính là thời gian bắt đầu làm YouTube này, sẽ là đây này, chắc chắn này. Đói, tôi bảo với mọi người mà, tôi đã nói là chỉ có chuẩn thôi. Thời gian bắt đầu làm YouTube của mình từ 2017, từ 2015 và từ 2014. Ok, thì thật ra câu hỏi rất là đơn giản đối xin luôn, đó chính là mình bắt đầu gọi là YouTube từ 2014. Đấy, ta-da, quá là đơn giản luôn. Đấy, sai, ok. Thời gian bắt đầu từ YouTube từ lúc nào?
tôi đúng không? Tôi là chắc chắn đầu 2019 mọi người ơi. Ghê chưa, đầu 2019 luôn, một con số rất là đẹp luôn. Này nè, không thể nào sai được. À! Ủa, đầu 2019 mà. Em đang trả lời tôi đúng không? Thế là tôi đúng không? Tôi hay Phong vậy? Phong hả? Phong hả ta? Từ từ, thế là Phong hả? Trời ơi, là của ông Phong Cận. Trời đất ơi, trời sao mà tôi biết được. Trời ơi, phải nói chứ. Trời ơi, trời, tưởng của tôi đó là của người khác. Rồi, video gần đây nhất trên kênh chính là hôm nào? À, mình nhớ nếu mà của Phong là chắc là hôm qua ngày 20. Ngày 20 tháng 11, hôm qua. Ủa? Ủa, từ từ, hôm nay Phong có đăng clip không? Của... hôm nay Phong có đăng clip, trời ơi. Tôi buồn quá mọi người, tôi quên hấp tử. Quên. Video gần nhất trên kênh chính là hôm nào? 20 tháng 11, 21 tháng 11 và ngày 19 tháng 11. Chắc chắn là 20 tháng 11 rồi, bởi vì ngày đấy là ngày gọi là nhà giáo Việt Nam. Đấy, gần nhất luôn. Ủa, cái gì? Nam đi. Cái gì mà không đâu? Ê, mà đội đi làm gì sai vậy? Video gần đây nhất trên kênh là 20 tháng 11 mà. Trời ơi, rồi xong đấy, bà này su cà na rồi nè. Không, à, bà này làm, tôi đã bà này làm. What the heck, tại sao lại 21? Ủa, hôm nay tôi đâu có đăng kênh đâu mà. Bà bị không hả? Trời ơi. À, từ hôm nay tôi đăng video chắc luôn. À, ok. Tôi không thể ngờ được. Ui, không quan tâm mình đâu. Okay. Rồi, tiếp theo chúng ta đến với câu hỏi tiếp theo xem nào. Video gần nhất trên kênh chính là hôm nào? Hôm nay hiện tại đang là ngày 21 tháng 11 khi mà Camu quay video này. Nếu mà bình thường đúng không thì chắc chắn là Camu sẽ cho ra video ngày gần nhất, đó chính là ngày 21 tháng 11. Cùng lắm nha, nếu mà hôm nay miss video, không ra video thì sẽ là 20 tháng 11. Nhưng các bạn biết sự thật là gì không? Đó chính là dạo gần đây Mr. Vịt không có ra video ở trên kênh chính. Mà Mr. Vịt hiện tại đang đam mê một cái tựa game, đó chính là Play Together. Thì ở trong cái kênh Mr. Vịt Gamer ấy mọi người. Và tất nhiên kênh chính thì không có ra. Và tôi có nhớ là các bạn cũng có bảo là anh Vịt ơi, anh ra video cả ở trên kênh chính đi. Thì tôi nhớ là, tức là các bạn cũng rất là để ý nha mọi người. Nhưng mà đời mà mọi người biết sao rồi, Mr. Vịt không ra video rất là nhiều ngày rồi. Nên nếu mà để là 20 tháng 11 chắc chắn sai. Nếu mà để 15 tháng 11 thì các bạn cũng biết rồi đấy, rất nhiều, nó không phải là 1 tuần, 2 tuần đâu nha mọi người. Mà nó là từ ngày 1 tháng 11 đến nay, trời ơi. Nên là các bạn, mày quá hết rồi. Họ tên thật Nguyễn Thanh Phong, Nguyễn Thanh Phương, Nguyễn Phong Cực. Câu gì dễ dữ vậy trời ơi. Tên thật của Phong là Nguyễn Thanh Phong nha mọi người, không thể nào sai được. Rồi, họ tên thật Trương Thanh Quốc, Nguyễn Thanh Quốc. Nguyễn Quốc, ồ khoan. Ủa, cái này là hỏi cây rón hả? Đúng. Tức là cái này là hỏi cây rón. À, tự hỏi tôi, trời ơi. Thôi, tính ra tới câu hỏi số 7 tôi mới nhận ra mọi người. Trời, tôi quê quá à. Ok, đúng là cây rón gần giống mình. Mấy phần trăm luôn á mọi người. Ok, họ tên thật là chắc chắn là Nguyễn Thanh Quốc rồi. Đấy, chẳng lẽ tôi không đúng. Đấy, trời, tôi mà ghi sai chắc chắn mấy bạn sẽ kiểu, trời ơi, hai anh chị biết nhau lâu rồi mà còn quên tên nữa. Rồi, ok, tôi tiếp theo. Cung Hoàng Đạo. Cung Hoàng Đạo Phong có đơn giản, Phong cần xin hàng giống mình. Đó, đơn giản. Cung Song Ngư. Trời ơi, dễ đó mọi người ơi. Dũng đó, gì đó, Cung Hoàng Đạo giống mình rất là dễ nhận. Khả năng hát hò thánh hót như vịt. Trời ơi, ý nói là hát dở như vịt nè ta. Mấy kỳ nha. Super Idol 105 độ. Bình thường thôi. Theo mình nghĩ là Phong cần chỉ hát bình thường thôi. Còn đối mình Phong cần rap là hay hơn. Rap là chắc là rồi chắc rồi. Trời ơi, dễ. Rồi, tên chính xác trong game My Rap. Phong Cực, Phương Cực TV. Phong Cực TV. Phong Cực, từ từ, hai cái này giống nhau vậy ta. Từ, à, có chữ to chữ nhỏ này. Mình nhớ là Phong Cực TV là chữ to chữ nhỏ đúng không? Ôi trời ơi, TV giúp, gọi là nhấp nhỏm. Thấy chưa, trời bro. Thông thạo mấy thứ tiếng. Ba luôn cho ngầu. Một chứ nhiều. Hai nha các bạn. Phong Cận thì chỉ thông thạo một thứ tiếng nhất là chính là tiếng mày đẻ của Phong Cận, đó chính là gì ta? Tiếng Việt thôi. Phong Cận thì có cái là gì ta? Không. Ủa sao tôi là người luôn đầu người đầu tiên vậy? Ủa? Nên là các bạn ơi, các bạn hãy vào kênh của Mr. Vịt nè, hoặc là người đầu tiên gì cả nhà. Vậy sao mình đầu tiên vậy? Từ từ đi má ơi. Từ từ đi má ơi.
người ta vừa mới chơi mà làm gì căng vậy, ngồi đợi đi nhá. Rồi ok, chúng ta tiếp tục thôi. Chúng ta tiếp tục nào. Tôi thề mọi người, tôi mệt lắm mọi người. Mỗi lần nào mà tôi nói về vịt là tôi lại mệt. Ok, họ tên thật đầu tiên là Vũ Hoài Việt. Còn lâu đi ba. Quách Văn Việt. Quách Văn Việt. Ok, tên này hay này, tên này hay này. Rồi ok, đấy thì chắc chắn là bên này rồi. Cách Hoài Việt đúng không? Tại vì tên của vịt đó mọi người, các bạn nào mà biết về cái gọi là website mà Hero Media hoặc là thậm chí các bạn ấy thì các bạn sẽ biết tên của vịt là Cách Hoài Việt nhá mọi người. Cung Hoàng Đạo là gì? Chết ngứa tôi luôn. Song ngươi chắc chắn là không phải. Thiên Bình Song Tử mình không có giỏi với cái này lắm mọi người. Thiên Bình đi đúng không? Ôi Thiên Bình. Không biết Thiên Bình là gì nhưng mà yeah, mình đoán đúng rồi mọi người. Không sao, trời ơi mình thông minh quá mà. Ok, khả năng hát hò. Siêu thần tư. Siêu thần tư ra nở nụ cười không không đẹp bằng sim. Ồ, bắt 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 cũng được. Mình thích cái này đúng không? Super Idol đúng không? À không phải à, mình thích cái này. Trời ơi. Mình thì đối với mình thì cái rất là hát là hay mọi người ạ. Nhưng mà tại sao lại có quát ta? Ê, cũng được. Ố, cũng được hả? Chứ mình là đối với mình chắc đối với mình hát hay mọi người. Ok. Tên chính xác trong game Minecraft, Karan TV, Kaitoki. Kaitoki, Karan TV. Mình muốn nhảy xuống đây ghê á trời. Vậy thì chắc chắn là cái này rồi. Ok. Chắc chắn luôn. Đấy, trời ơi, sim hơi bị ổ cài luôn á nha. Ok. Biết mỹ thư tiếng. Tự nghĩ đi. Một với không là. Một với một là. Biết mỹ thư tiếng hả? What the? Một với không là một. Chắc là một. Nếu mà theo biết là cài biết tiếng Anh, tiếng Việt. Oh, yes. Mình thông báo rồi. Xin thông báo, người chơi số 25 đã hoàn thành nhiệm vụ. Xin thông báo. Người ta mới đi được có vài câu. Rồi ok các bạn ơi, tôi đi được có vài câu thôi mọi người. Chán thật sự. Ok các bạn đã thấy là tôi sẽ chơi gọi là chơi tốc độ luôn nha mọi người. Cung Hoàng Đạo của Mr. Việt là gì? Cung Hoàng Đạo của Mr. Việt là song ngư nha mọi người. Song ngư thì ở đây có hai cái bình này. Hai cái bình tôi nghĩ là chắc là song bình, thiên bình. Ủa hai cái bình là cái gì trời? Các bạn nào biết hai cái bình là cái gì không trời? Đó đó đây. Sử nữ dịu dàng đáng yêu phô mai quen. Đây này là tôi nha. Cái này là tôi nha mọi người. Dạ. Không, chúng ta phải đi nhanh mà. Hai con cá này, hai con cá là song ngư. Chắc chắn là đây luôn. Tại vì vịt cung song ngư mà tôi đã từng làm cái series gọi là gì ta? Series về cung hoàng đạo của Hero Team, chắc chắn tôi biết luôn. Khả năng hát hò thật ra thì cái này tôi chắc là phải đưa cho vịt một lời khen mọi người ạ. Đó chính lời nha mọi người, lời. Ok, lời khen cho mọi người đó chính là vịt thì hát cũng hay. Nói chung là bò rống. Bò rống. Ok, tôi cũng muốn chọn cái này lắm nhưng mà thật ra thì Mr. Việt tôi phải công nhận là vịt hát hay nên là thường thôi, chắc là không thể. Nói chung là cũng hay đấy. Ok, cũng hay. Rồi, chính xác luôn. Tôi thả mọi người thì sao? Tại sao vậy? Tôi cũng muốn hát hay mà. Ok. Tên chính xác trong game Minecraft. Mr. Việt. Mr. Việt và Mr. Việt. Ây chà 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 chà. Trời ơi, cái này khó này. Cái này là thật sự rất là khó này. Tên chính xác của Mr. Việt à? Camuin. Thật ra thì Mr. Việt có hai nick mọi người ạ. Thật sự luôn, đó chính là Mr. Việt và Mr. Việt này luôn. Nên là bây giờ tôi sẽ gọi là gì ta? Tôi sẽ nhảy vào một trong hai cái này. Và bây giờ tôi sẽ gọi là đây. Đến lúc rồi nha mọi người. Chắc tôi chắc chắn với mọi người là Mr. Việt có hai nick. Đến lúc để tôi xem là cái bạn làm ra cái map này này, bạn ấy có gọi là biết về Mr. Việt chính xác không nha mọi người. Tôi sẽ thử vào Mr. Việt này đi. Tôi sẽ thử vào. Ôi giời ơi, ôi giời ơi, rồi xong rồi, xong rồi, xong rồi, xong. Bạn chủ map à. Bạn chủ map à. Thế này là bạn chủ map không biết rõ về Mr. Việt như tôi rồi nha mọi người. Đây là sẽ là Mr. Việt này. Chỉ có một trong hai thôi. Một hoặc hai. Đó, chắc kèo với mọi người hơn rồi. Ok, tiếp theo câu hỏi tiếp theo là gì đây? Thông thạo mấy thứ tiếng. Cái này tôi chắc chắn là một nha. Vịt không thể nào mà biết tiếng Anh được các bạn ạ. Vịt không thể nào mà biết tiếng Anh. Thế chỉ kể cả tiếng Trung cũng không được nha mọi người. Đoán xem. Đoán biết một tiếng thôi chứ nhiều trời. Thật sự luôn, tại vì vịt học tiếng Anh kém lắm mọi người ơi. Vịt đã từng đầu tư rất là nhiều để có thể học được tiếng Anh nha mọi người. Nhưng mà cuộc đời mọi người không bao giờ có được luôn nha mọi người. Ok, chị em ơi, chị em chị em ơi. Alo. Hello. Alo. Dạ, chờ mua em làm ơi. Chương trình em tắt mic rồi. Ai em đúng không mua em? Em ăn ít thôi. Nghe xong rồi nói. Trời ơi, tôi thề với mọi người, trong tất cả
cả các thể loại nha, là một trong những cái thể loại tôi không thích đó chính là vừa ăn vừa nói. Nên là em có thể nuốt xong rồi mới nói được không? Alo. Alo. Đâu cho chấm chấm đi. Thì em đã làm chương trình AS rồi em với bạn coi ấy chị. Trời có ơi. Hả? Có. Rồi đó đó. Còn Sam, Sam ơi bật bật mic cho em vậy. Sam ơi bật mic chưa? Alo, alo. À đây đây đây, nghe thấy chắc là từ nãy giờ Sam cũng độc thoại nội tâm cũng khổ lắm. Rồi ok. Chúng ta cùng đến với câu hỏi cuối cùng. Trước khi đến với câu hỏi cuối cùng, chúng ta phải qua Siro các bạn ạ. Tại vì ai đó không on được ấy mọi người. Nói chung là Mimi bị mệt nên là không on được. Nên là bây giờ tất cả ba hội chị em cùng phải trả lời câu hỏi về Siro nha mọi người. Ok, quay lại phần 1. Ok, và bọn mình đã quay trở lại với vạch xuất phát rồi đây. Và các bạn hãy cùng bọn mình trả lời câu hỏi về Siro nha mọi người. Mimi thì cứ đứng kia nha Mimi. Ok, rồi tiếp theo câu hỏi đầu tiên. Thời gian bắt đầu làm YouTube đầu tiên là từ 2018, từ 2017 và từ 2015. Chị em chọn cái nào? Em nghĩ là 2017, là... em nghĩ 2017. Em nghĩ 2015 á. Thì sao mà thật ra Camu cũng vote 2015 nha Sam. Tại vì Siro làm từ rất lâu rồi. Ở trên kênh mọi người á thì mọi người sẽ xem video đầu tiên của Siro từ 2017, nhưng thực tế là Siro đã làm từ 2015. Và Siro làm về cái game gì mà bắn súng gì mà CSGO hay là game gì á tôi cũng không nhớ nữa đó. Nhưng mà sao bây giờ thì Siro đã ẩn rồi đó. Rồi tiếp theo, video gần nhất trên kênh chính ngày hôm nào Siro là một thành viên chăm chỉ, nên tôi chắc chắn nó sẽ là 21 tháng 11, đúng không? Trắng luôn. Gì như vậy, gì nhanh như vậy, gì nhanh như vậy. Siro chăm lắm. Ok ok, bây giờ tiếp theo nào. Họ và tên thật. Cái này cần hỏi. Từ cứ thấy cái gì đó chắc chắn. Cái này là chắc chắn mới. Phát tiên tân cho mọi người. Mình cái này đúng á. Phát tiên tân nghe tên hay nhỉ. Phát tiên tân nghèo quá nhỉ. Nghèo quá đúng không mọi người? Nghèo quá nhưng mà thật ra thế. Tên của Ro thì ai chắc tôi nghĩ là ai cũng không biết hết rồi á mọi người. Đó chính là Huỳnh Thiên Tân. Em là đầu tiên em nghe cái họ Huỳnh á. Lần đầu tiên em thấy họ Huỳnh nữa đó. Mà nghe nó rất là kiểu ảo mọi người. Nghe nó ảo. Rồi tiếp theo. Cung Hoàng Đạo là gì? Ok. Tiếp ở kia là có Thiên Bình, Bảo Bình và Nhân Mã. Chị em, cái này tôi sẽ không trả lời. Chị em, Cung Hoàng Đạo của Siro là gì? Thôi được rồi, tôi sẽ cho chị em gợi ý này. Siro sinh ngày 24 tháng 9. Chứ sao? Hai chị em không biết gọi là mẹ với cái cung Nhân Mã gì cho. Không biết. Chị em chỉ biết cung của em thôi, chị em không có tên cung khác. Vậy nào đây, nào. Ôi, gây gì vậy? Ôi, xong. Ủa em. Ôi, đẹp. Trời ơi, may mắn vậy. Là sẽ là ngày 24 tháng 9 là cung Thiên Bình nha mọi người. Thề luôn á, may mắn thật sự. Thủ nhảy nhìn đâu. Tiếp theo, khả năng thoát hồn của Siro. Để tôi xem cái đáp án nào. Hên xui nha. Đoán đi chịu thôi. Và hát bao giờ đâu mà biết. Hát bao giờ đâu mà. Từ từ. Ông có hát một bài là Em ơi, anh sẽ nói cho em nghe. Bài nó hay mà. Nghe hay mà. Em ơi, anh sẽ nói cho em nghe. Cái đó là hát đúng không? Cái đấy là hát à? Tất cả các bài của Ro đều là rap hết nha. Nó vẫn là rap đó. Đúng rồi. Nên là nó không phải là hát đâu. Cái gì vậy? Cái gì vậy? Cú nhảy lần trước là Sim. Cú nhảy tiếp theo là Sam. Ủa cái gì vậy mọi người? Hát hả? Đúng rồi, Ro chưa bao giờ hát thôi. Nhưng mà chả biết. Chị em này hát thật sự. Tôi thấy mọi người chị em này hát chắc không? Ok, tên chính xác trong game. Trời ơi. Mộc Nhan. Trời ơi. Mộc người gô là gì? Người gỗ. Là Mộc Nhân là người nhỡ gỗ đó má. Trời đất ơi. Tên của Ro là Mộc Nhãn mà. Tại sao lại là Mộc Nhân? Mộc Nhãn. Mộc Nhãn mà. Ai làm cái map vậy? Trời ơi, quá. Trời ơi, thế này nó không tìm hiểu. Làm map không tìm hiểu này là tôi trừ điểm nhá. Trừ điểm nhá mọi người. Ok, đây xuống đây đúng không? Okay. Ok, chính xác. Tại vì tôi cũng nhớ là chữ M và chữ N là phải viết hoa mọi người. Rồi tiếp theo là gì đây? Mấy thứ tiếp. Cái này cần hỏi nữa hả? Thế tôi thề với mọi người trong Hero Team tất cả mọi người đều chỉ biết một thứ tiếng thôi, không có ai nhầm. Trừ Mimi. Nhưng mà Mimi là vẫn đang theo học. Em biết tiếng Anh mà chị, em không đọc từ thông thạo à. Trời ơi, đến chị biết tiếng Trung mà chị còn không dám nhận chị là thông thạo tiếng Trung đó em à. Alo. Trời ơi. Mình biết thôi. Rồi ok, bây giờ đến câu hỏi cuối cùng này. Giá bán áo dài tay Hero Team hình linh thú. Lần này tôi sẽ chọn. Lần trước, đúng rồi. Lần trước tôi hỏi Sam mà nên tôi quyết định hỏi Sim. Trời ơi, tất cả Sim, áo dài linh thú Hero Team.
cái gà linh thú phù hợp với tất cả mùa đông và với giá từ 199 tới 1.499 cho tới 216 đồng nên các bạn cũng đừng quên mua ngay tại shophero.vn nha. Cái gì 216? 219 anh nhà. Ôi trời ơi, tôi thề ai mà gọi là quên xin mi quảng cáo là tôi thề gọi là chán thật sự luôn. Giúp cho bạn. Ta mua sẽ hỏi thêm. Xin mi. Áo dài tay hero team có mấy màu? Trời ơi, áo dài tay có mấy màu? Chị biết sao em nói chị nghe, thực ra ba kéo thì em là người design á. Design tức là thiết kế đó mọi người rồi. Ok, và video của mình đến đây là kết thúc rồi nha mọi người. Nếu các bạn muốn tiếp mà không nghe tôi. Ok, và video của mình đến đây là kết thúc rồi. Nếu các bạn muốn các mình tiếp tục thì các bạn hãy comment sớm một nha mọi người. À là ý các mình là tiếp tục cặp đôi hoàn hảo nếu mọi người. Rồi, hẹn gặp lại các bạn ở video sau. Các bạn rất là nhiều. Bye bye. Không. Em biết chị sẽ giết em nên em có định thoát ra chứ. Các bạn thấy không? Chị em tôi nghĩ tôi ác độc đến vậy. Các bạn có thấy tôi là gì? Tôi có làm gì đâu. Tôi chỉ hỏi thôi.